Chào các bạn, thì hôm nay bên mình sẽ giới thiệu các bạn một mẫu tủ rượu gỗ đỏ ha. Thì cái mẫu này bên mình sẽ thiết kế theo kiểu là hiện đại, không chạm khắc quá nhiều. Cái mẫu này bên mình rất là dễ lau chùi luôn. Nó rất là thích hợp với những ngôi nhà mà nó hiện đại và những cái bạn trẻ bận rộn, không có nhiều thời gian để mà mình lau chùi ha. Rồi, bây giờ mình sẽ đi sâu hơn về cái phần kích thước chi tiết và cái phần thiết kế kết cấu của cái tủ rượu này nhé. Rồi, cái tủ rượu này của mình á là có kích thước chiều ngang á là 1m2 đó, chiều cao á từ mặt đất lên tới đỉnh á là 2m ha, còn chiều sâu á là 45 đó. Một kích thước rất là phù hợp để mình kê vào phòng bếp nhé, đó, và phòng khách cũng vậy luôn. Rồi, cái mẫu tủ rượu này bên mình sẽ làm ra hai tầng ha, một tầng phía trên là mình gắn kiến, là một tầng phía dưới là mình sẽ để đồ ha. Đó, đây mình sẽ làm hai tầng. Thì cái mẫu tầng phía dưới thì mình sẽ làm dạng là học tủ ha. Đó, bên mình làm thì rất là sạch sẽ từ bên trong lẫn bên ngoài luôn. Đó, trà nguội kỹ càng, đó, láng mịn, gỗ liền lạc. Đặc biệt là bên mình đó, cái nước sơn đó là sẽ đầu tư kỹ ha, cả về bên trong, cả về bên ngoài luôn. Đó, các bạn thấy được là nước sơn bên mình ha. Đây, bên ngoài đây đó, và bên trong là như nhau nhé, không khác nhau nhiều. Đó, mà đặc biệt là cái phần làm nguội bên mình là rất là kỹ luôn, được trà mịn và láng đó. Bề mặt đáy, bề mặt cạnh bên hông là bên mình làm sạch sẽ hết. Rồi, về phần cái cánh tủ này á thì bên mình làm với cái dàn khung của nó rất là chắc chắn ha. Cái dàn khung này bên mình làm cánh tủ là dày với kích thước là 2 phân đó, và cái phần mặt lá bên trong á thì bên mình làm với cái kích thước là 1,5 phân đó, rất là chắc chắn. Bên mình có đục chạm thêm những chi tiết hoa văn đó, tạo điểm nhấn cho cái phần tủ phía dưới ha. Rồi, ở đây thì mình có làm những cái bản lề inox nhé. Rồi, những cái bản lề inox này rất là bền luôn, các bạn xài 5-10 năm thì nó cũng không sao hết. Nó rất là chắc chắn, rất là bền bỉ. Và các bạn thấy được là bên mình chọn lựa bông vân rất là sạch sẽ ha, bông vân rất là xoắn xít luôn. Đây, đó, bên ngoài như bên trong đó. Đặc biệt á, là cái phần cánh này bên mình sẽ làm mỏng nhé. Bây giờ mình sẽ quay từ trên xuống dưới nè, để các bạn thấy được cái phần mỏng bên mình. Đây, bên mình có ráp mộng lại với nhau đó, kết nối để tạo sự chắc chắn cho cánh ha. Đó, cái khung cánh dày tới 2 phân các bạn nhé, rất là chắc chắn. Rồi, ở phần giữa thì mình có làm một cái khung chỉ nổi ha. Cái khung chỉ này á, bên mình làm dày với kích thước là 3 phân đó, rất là cứng cáp luôn, và có cho dập những đường chỉ nổi rất là đẹp đó, uốn lượn xung quanh đi hết phần tủ rượu nhé. Rồi, về cái phần khung xương á, cái phần khung xương ở bên hông này á, thì bên mình làm rất là dày luôn. Bên mình làm dày với cái kích thước là 5 phân đó, đây là 5 phân đủ các bạn nhé. Bên mình sẽ không nói ăn gian nhé, đây đúng 5 phân đó, rất là dày dặn luôn. Và những cái phần khung xương bên hông này á, bên mình sẽ cho phay những cái đường chỉ rất là đẹp đó, và những cái phần hoa lá để tạo điểm nhấn cả phần trên và cả phần dưới luôn đó. Những cái phần khung xương rất là chắc chắn đó. Bên mình làm gỗ rất là liền lạc nhé, rất là đẹp. Chất liệu bên mình là làm gỗ đỏ 100% nhé. Đặc biệt là bên mình không pha cây luôn, bên mình làm gỗ đỏ là nguyên chất, từ trong ra ngoài là đều là một chất gỗ hết. Rồi, về phần mặt kính á, cái mặt kính á, thì cái phần mặt kính cửa này á, thì mình làm với cái độ dày kính là 5 ly đó, rất đẹp, phần kính rất là dày dặn ha. Thường thì những hàng thị trường đó, người ta sẽ làm loại mỏng đó thì nó dễ bị vỡ hay là bị nứt, còn bên mình làm là tới 5 ly lận, rất là chắc chắn, các bạn xài không lo vấn đề mà nó bị nứt bị vỡ kính ha. Rồi, đây là hàng của bên mình mới thi công ha, rất là đẹp. Rồi đó, bây giờ mình sẽ quay sát lại ha, các bạn thấy được là ở phần cánh tủ này bên mình sẽ làm những cái thêm gài nhựa để mà giữ cố định lại phần kính ha. Đó, bên mình làm rất là chắc chắn luôn. Nó xung quanh là mình có then gài hết, mình quài gài mình khóa kính lại ha, cho cái phần tủ mình nó chắc chắn, nó không bị rớt kính ra hay là nó bị nứt kính nhá. Rồi, ở phần tủ phía trên này mình cũng làm những cái bản lề inox nhá, rất là đẹp. Và đặc biệt là bên mình lựa vân gỗ rất là đẹp luôn. Nó cả bên trong nè, bên trong, bên ngoài, bên mình đều lựa gỗ đẹp như nhau.
mình sẽ quay sát lại luôn cho các bạn thấy được cái độ lựa vân bên mình nhé. Đây, nó gỗ liền lạc, các bạn thấy được là bên mình đầu tư rất là kỹ càng về cái phần gỗ ha. Đó, và những cái phần kệ bên trong này á, cái kính mình làm dày tới độ dày là 8 ly đó, rất là dày dặn luôn, kính dày tới 8 ly các bạn nhé. Những cái hàng thị trường á, thì người ta làm cái mặt này nó mỏng lắm, nó khoảng chừng 5 ly hoặc là 4 ly thôi để người ta giảm giá thành xuống á. Còn những cái hàng cao cấp như vậy á, thì bên mình sẽ làm nó dày dặn, nó cứng cáp để khi các bạn để đồ nè, để rượu nè, hay là để nước nè, thì nó đủ cái độ cứng cáp để mà mình không bị nứt xé vỡ những cái phần kính này ha. Các bạn xài 5-10 năm thì nó vẫn như vậy, nó không ảnh hưởng gì hết. Rồi, những cái phần mặt hông nè, đó, mặt đáy nè, đó, bên mình vẫn làm kính dày kích thước là 5 ly luôn, rất là dày dặn và cứng cáp. Chỉ có cái phần kính bên trong chỗ kệ, mình phân kệ ra thì mình làm ở độ dày là 8 ly nhé. Rồi, các bạn thấy được là bên mình đóng ráp rất là kỹ thuật ha. Đó, mình sẽ quay sát lại ha, mình sẽ quay sát lại để các bạn thấy được. Đây, bên mình có làm thêm hai cái tay nắm cửa. Ở đây mình có làm khóa các bạn nhé, có làm một cái khóa nhé, để mà khi mà mình gài tủ của mình khóa lại ha. Đó, những cái phần khóa bên mình có làm hết. Đó, những cái chi tiết nhỏ mà mình làm đầy đủ hết nhé. Rồi, thì ở ngoài cánh tủ này á, thì mình có cho làm những cái phần tay nắm đó, bằng bằng kim loại được mạ đồng ha, rất là đẹp. Đó, ở phần trên phần dưới đều như vậy luôn. Đây, đó, khi mà mình làm những cái tay nắm mà cái kiểu dáng nó thiết kế nó chi tiết như vậy á, thì nó sẽ toát lên cái sự sang trọng cho cái tủ rượu của mình ha, rất là đẹp. Đó, màu vàng của kim loại kết hợp với lại cái màu gỗ nó rất là sang trọng luôn. Các bạn thấy được bên mình phối màu cho cái tủ này rất là đẹp ha. Đó, những cái phần khung, những cái phần khung trên đỉnh này á, bên mình làm rất là dày nhé. Đó, bên mình làm cái phần khung trên đỉnh này á, thì bên mình làm dày tới độ dày là 2.5 phân lận, rất là cứng cáp luôn. Đó, phần bên hông cũng vậy luôn, phần bên hông bên mình cũng làm dày là 2.5 phân luôn. Đây, mình sẽ quay phần hông cho các bạn xem luôn nhé. Đây, phần hông đó, bên mình lựa cây nè, các bạn thấy không, phần hông tủ hay là phần trước tủ thì nó cũng như nhau. Đó, bên mình lựa cây rất là kỹ, gỗ liền lạc, và đặc biệt đó là cái chất vân của nó là như nhau nhé. Đó, rồi về cái phần trên mặt này, trên đình á, thì mình sẽ làm một cái khung chỉ nổi ha, để mình tạo điểm nhấn cho cái phần tủ của mình ha. Đó, cái phần khung chỉ này mình sẽ dập nổi, mình đi hết cái phần tủ luôn, ở trên luôn, rất là đẹp. Đó, cái phần khung này mình làm dày tới 3 phân nhé, rất là cứng cáp luôn. Đây, rồi bây giờ mình sẽ xuống tới cái phần dưới chân ha. Cái phần cuối cùng là ở phần dưới chân. Cái phần chân này bên mình làm cái chân này là cái dạng chân cuốn ha. Đó, được đục chạm rất là đẹp. Và đặc biệt cái chân này bên mình làm liền khối với kích thước là 7 phân ha, dày là 7 phân. Đó, rất là cứng cáp luôn. Và cái phần yếm xung quanh nè, cái phần yếm xung quanh mình đã cho đục chạm hoa văn họa tiết đi uốn lượn hết phần tủ rượu từ bên hông tới mặt tiền luôn. Đó, với kích thước độ dày là 2 phân. Đó, và bên mình làm chi tiết lượng cong các bạn nhé. Các bạn để ý nè, mấy cái hàng mà thị trường á, thường người ta sẽ không có làm những chi tiết lượng cong như vậy. Bên mình cho và cho đục chạm những chi tiết hoa văn rất là đẹp. Đó, rất là tinh tế luôn. Cái phần tủ này bên mình mới sản xuất ra luôn nhé. Đó, kiểu dáng rất là hiện đại. Đặc biệt là bên mình nó cho sơn cái lớp sơn BU cao cấp 5 lớp ha, rất là láng mịn luôn. Đó, đóng ráp kỹ thuật và nước sơn rất là mịn. Thì những bạn nào có nhu cầu muốn đặt hàng bên mình thì các bạn cứ để lại số điện thoại bên dưới, bên mình sẽ có nhân viên tư vấn hỗ trợ các bạn để các bạn mua hàng ha. Rồi, bây giờ mình xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn hãy để lại cho mình một like, một nút theo dõi để bên mình có tiếp tục động lực làm những clip tiếp theo ha. Rồi, mình tạm biệt ạ.